Chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ cái này đâu. Nè, có cái gì bên trong nè? Xe khổng lồ. Cùng ra ngoài nào. Sẵn sàng. Nè, có cái gì bên trong nè? Trong đây cũng có cái gì nữa nè. Mở ra xem nhé. Mia, Mia, có gì bên trong nè, để chị lấy nó ra. Mia nhìn kìa, nó là một xe Lamborghini thiệt á. Mia, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Chị sẽ giúp em. Ôi, nó nhanh quá đi. Nó chạy ra khỏi rồi. Nhưng tụi mình còn thêm một cái nhà để xe nữa. Hãy đến đó mở thử nha. Chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ cái này đâu. Mình lấy ra được rồi. Ồ, tuyệt quá. Xe đẹp quá. Mia, đến đây nè, chị đang giữ nó. Xe trong nhà để xe này, nó có thể tự lái luôn.